Bây giờ gửi thì Linh đã làm xong tất cả cái này nè, cô Ruby, Su Hào, hành thì mình đã ướp xong rồi, gạm đã... Gì chứ, ngoài vườn của Linh có quá trời bông hành luôn, mình sẽ hái vào để mình làm cái gỏi với lại trái đào nha cả nhà, nhiều lắm. Hello, xin chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Hôm nay Linh bắt chước cái trend gỏi măng cục ở Việt Nam, nhưng mà rất là tiếc Linh không có măng cục ở đây để làm gỏi măng cục. Tuy nhiên Linh phát hiện ra mình có thể làm gỏi từ một loại trái cây khác, và hiện giờ đang là bắt đầu mùa của loại trái cây này, đó là trái đào. Và làm cái trái đào này á, thì mình mua cái loại mà còn sống sống đó nha cả nhà, hơi chua chua đó, chứ đừng có mua loại ngọt quá. Ngọt quá nó thường á, tại vì bên Linh á là không phải là cái xứ sở của cái loại trái cây này, cho nên nếu mình chọn cái loại trái cây mà nó chín rồi đó, nó sẽ bị mềm, nó sẽ không ngon nữa. Và Linh có mua cái hành ngọt, nhiều củ hành ngọt lắm, nhưng mà Linh chỉ làm cho cái nhà mình ăn thì mình làm một củ thôi. Và củ Corobi, cái này là Corobi tiếng Việt của mình phải là Su Hào không cả nhà? Tại vì Linh lúc mà Linh giới thiệu cho cả nhà đó, trong đầu Linh chỉ cái từ Corobi thôi, Linh không có nhớ cái từ tiếng Việt, nhưng mà Linh nhớ lại đó là như là Su Hào đúng không cả nhà của mình. Cho một tí cái dưa leo, thì Linh không có, nhà Linh hiện tại không có dưa leo lớn, và Linh cũng không có thích ăn dưa leo lớn, Linh thích dưa leo chuột như vậy thôi, cho nó có tiếng màu xanh. Và ớt, Linh chưa có tháo cái giá tiền của trái ớt này ra. Trái ớt Sừng Châu này như thế này nè cả nhà. Và mọi người biết cái trái này Linh mua bao nhiêu tiền không? Mọi người không tin được đâu, đó là nó bán theo trái, và một trái là 44 cent nha cả nhà. 44 cent là cho 50 cent đi ha, thì là khoảng 1 euro á, nó khoảng 20 mấy ngàn Việt Nam, thì cái trái này là 10 mấy ngàn nha cả nhà, kinh dị. Nhưng mà tại vì thường là nhà Linh á, Linh có trồng ớt cay mà bây giờ hết trơn rồi, cho nên Linh phải mua ớt. Và cái siêu thị gần nhà không có ớt cay, chỉ có ớt này thôi, và ớt này thì con của Linh nó ăn được cho nên mua luôn. Và bên đây nè mọi người thấy không, nãy giờ đó quên cái nhân vật này nữa, đó là hoa hành. Tại vì cái hành của mình thì mình cũng ăn được, và cái hoa cái nó cứ búp búp á, nó cũng là cái kiểu giống như hoa bông hẹ của Việt Nam mình đó cả nhà. Thì Linh như cái anh kia nói là cái hoa hành này bỏ lên salad rất là ngon, cho nên hôm nay Linh sẽ thử, mình cùng nhau bắt đầu làm cái này ha. Linh đi rửa, thì cái quá trình rửa Linh sẽ không cho mọi người xem, tại vì nó ồn ào và nó mất công quá. Linh sẽ cho mọi người quay lại với mọi người sau. Vừa rồi á, Linh còn quên giới thiệu cho mọi người ba cái gia vị đặc biệt là gà. Linh cũng bắt chước á, Linh mua gà, tại vì Linh thì thích ăn tôm hơn. Tuy nhiên gà thì con Linh nó sẽ ăn dễ hơn, tại một đứa không thích ăn tôm đó cả nhà. Thì cái gà này là cái đai phi lê, cái phần không phải là cái kiếp phi lê, cái không phải là cái phi lê gà, mà cái chỗ này nó có hơi mỡ mỡ một chút á, Linh thích hơn. Giá của nó là một ký là 23,58 euro, cho 24 đi ha cả nhà hả. Thì cái dĩ này Linh mua là 8,96 euro. Còn đây là đậu phộng, cái bịch đậu phộng này Linh mua là 300 gram, nó vào một bịch như vậy nè, 300 gram là 2,49 đồng. Và bên này á là cái nước giấm đường Linh đã pha rồi, tại vì cái đường này á, Linh xài bằng cái đường màu vàng á, đường vàng, cho nên mọi người thấy nó hơi, cái màu nó không có được trắng, nhưng mà Linh thích cái vị của đường vàng hơn. Trong cái clip này Linh sẽ không nói về cái chuyện làm nước mắm nha, tại vì mọi người có một cái phương pháp làm nước mắm, và Linh thì không phải là giỏi nấu ăn, cho nên Linh chỉ chia sẻ cái gỏi đặc biệt này thôi, chứ không có chia sẻ về phương pháp nấu ăn. Đã vừa cho đừng có bị hành nó nồng á cả nhà. Thì cái hành này á nó ngọt, mọi người không biết bên Việt Nam mình có cái củ hành kiểu như vậy không, tại vì ở bên Việt Nam mình hồi xưa Linh còn ở Việt Nam á, thì Linh thấy cái củ hành nó gọi là hành nhỏ nhỏ đó cả nhà, cao lắm thì nó có to vậy thôi, chứ không có quá lớn như vậy, hoặc là Linh không biết nha cả nhà ha. Thì Linh sắc thật là mỏng ra, để một tí xíu á, Linh bóp với lại muối
rồi cho nó bớt hăng đi cái vị hành, và Linh sẽ ngâm vào giấm. Mình á thích về làm về hướng dẫn nấu ăn lắm, nhưng mà cái tài năng nấu ăn của mình nó quá là giới hạn đi, cho nên mình không có dám, mình chỉ có giỏi nhất là đi chơi thôi, và cũng review về chỗ này chỗ kia mình Linh thích hơn. Tại vì thật ra là bận rộn quá đó cả nhà. Rồi hồi xưa ở Việt Nam cũng bận như vậy, và thường là ở Việt Nam mình đi làm xong cái mình chỉ nấu những món đơn giản mình ăn thôi, còn những món mà khó quá thì mình chạy ra ngoài đường mình ăn cho nó nhanh. Cả nhà nhớ bóp muối cho nó thấm thấm một chút, nhưng mà đừng có nhiều quá thì nó bị mềm đó cả nhà. Cả nhà bóp là chủ yếu là để cho nó bớt hăng thôi, và sau đó thì mình xả với nước lạnh nha. Bông hành thì mọi người nên ngắt cái nụ của nó ra một tí, và sau đó mình ngâm với lại muối nha cả nhà. Tại vì với Linh thì Linh nghĩ là mình ngâm cho nó, thí dụ mà có trứng của côn trùng đó mình rửa thì nó sạch. Chứ thật ra cái bông này mình trồng ở nhà nó mọc tùm lum hết trơn á, không có một cái hóa chất nào đâu, mình ăn rất là yên tâm. Nhưng mà mình ngâm chủ yếu là cho nó sạch trứng của côn trùng á, Linh sợ cái côn trùng chui vô bụng mình nó làm cho mình đau bụng thôi. Cái màu tím này lên đẹp quá cả nhà, lên cái hình đẹp ơi là đẹp. Và đây là cái tô mà hành Linh đã ngâm giấm rồi nè, chút xíu nữa vớt ra cho nó ráo nước. Cái này thì mình ngâm một chút rồi mình rửa lại. Của kohlrabi mà Linh đã rửa và gọt vỏ sạch sẽ rồi thì mình cũng cắt cái miếng thật là mỏng. Sau đó thì Linh cũng sẽ bóp sơ với lại muối và ngâm lên một tí giấm đường cho nó thấm vị, giống như là cái củ hành vậy đó cả nhà. Mình xắt mỏng mỏng thôi cho nó dễ ăn. Mình có cái bằng bào nữa mà lười quá đi, xắt mỏng như vậy nhá. Rồi mình xắt lại. Và cái củ này á, nó ăn nó rất là ngọt, cho nên Linh rất là thích ăn. Còn cái củ mà giống như cái su su của nhà mình đó cả nhà, thì Linh nghe nói cũng làm gỏi được, tuy nhiên là Linh chưa có thử bao giờ hết, Linh chỉ ăn cái củ này thôi. Mọi người biết không, ở bên này á, Linh không có củ sắn, củ đậu đó cả nhà, củ đậu mà miền Bắc của mình kêu là củ đậu đó. Cho nên Linh cũng lấy cái củ này nè, Linh nấu nước súp hoặc là Linh làm chả giò cả nhà. Đây là nhân vật chính không thể thiếu trong cái món gỏi này, đó là trái đào đó cả nhà. Thì mình mua cái trái đào này nè, mình chọn cái loại cứng cứng á, nó sẽ giòn. Mọi người nghe cái tiếng tách 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 của nó không đó, là mình xắt ra nó được như vậy. Và cái trái đào này thì mình bỏ vào miệng mình ăn thôi, cho nên mình cũng không có cần qua chế biến cái gì dữ lắm. Mình chỉ cần xắt mỏng 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 mỏng, đừng có mỏng quá, tại vì mỏng quá nó mất đi cái độ giòn luôn cả nhà. Vừa xắt mà mình vừa chả nước miếng á, là tại vì rất là muốn bỏ một miếng vào miệng, nhưng mà thôi, trước mặt mọi người thì mình lịch sự tí đi. Và mình để trực tiếp vào cái này luôn, cái này chút xíu là mình trộn gỏi, tại vì cái này là mình ăn đào mình ăn trực tiếp luôn rồi, không có cần phải ngâm muối hoặc là bóp giấm cái gì cả. Và cái này nó hơi chua nha cả nhà, cho nên mọi người làm nước mắm hơi ngọt ngọt mặn mặn một chút. Đào này Linh mua 6-7 đồng những ký, Linh quên rồi. Mấy năm trước thì nó rẻ hơn, nhưng mà bây giờ thì tại vì đang đầu mùa và đang lạm phát nữa, cho nên rất là đồ ăn rất là mắc. Mọi người biết không, có siêu thị mà Linh hay đi mua đồ hàng ngày á, cái nhân viên ở đó người ta gọi là biểu tình đó cả nhà. Tại vì họ nói là cái gì cũng lên giá hết, mà lương của họ thì không lên, cho nên họ biểu tình. Và vì họ biểu tình cho nên không có người làm nhiều ở cái siêu thị đó. Và cái siêu thị đó hiện giờ á, cái siêu thị lớn đó nha, hiện giờ thì không có nhiều thức ăn, không có nhiều rau cải đâu, tại vì không có đủ nhân viên thì không có ai lên kệ cả. Bây giờ cái gì nó cũng xảy ra hết, mệt mỏi lắm đó cả nhà hả. Bên mình bây giờ giá cũng mắc lắm nha cả nhà. Mà Linh thấy mọi người ăn cái gì nè,
cái gỏi này là gỏi rồi gỏi măng cục á, thấy cả triệu một ký Linh cũng ngán tiền lắm á, tại vì cả triệu một ký trộn tính ra là 50 euro luôn đó, mắc quá cả nhà ơi. Linh thì không biết Linh nếu mà Linh ở Việt Nam Linh có dám ăn hay không nha, tại cái miệng của Linh á cũng rất là thích ăn hàng, cái gì mà mới mới lạ lạ là Linh thích ăn à, nhưng mà với cái giá mắc vậy đó Linh cũng ngán lắm. Nhà mình á thì không có ăn cái hành phi sẵn mình mua ở ngoài, và chỉ thích ăn cái hành phi như vậy thôi cả nhà, nghĩa là hành tươi mình sắc ra mình phi với lại dầu cho nó thơm, và cái này khi mà rưới lên cái gỏi á thì nó rất là ngon. Bây giờ gỏi thì Linh đã làm xong tất cả cái này nè, Corobi su hào, hành thì mình đã ướp xong rồi, gà mình đã luộc, mình có nêm nếm xong, và cái gỏi này, cái đào này thì mình không cần phải nêm nếm gì cả. Bây giờ thì phải phá tan nó rồi cả nhà ơi. Rồi đợi nước mắm Linh đã làm xong. Nước mắm này á chứ. Quên mình lại, bỏ đi. Mình rưới lên nha. Cái này là nếu mà cái tim ăn hành thì rất là thích cái này. Còn nếu mà ai mà không thích ăn hành á thì đừng có bỏ vào. Mình tùy theo cái sở thích của mình nhé. Chứ đừng có nói giờ Linh chỉ như vậy, Linh không có chỉ, Linh chia sẻ thôi. Chứ nói Linh chỉ xong rồi mấy cái người ta mà cái người mà người ta nấu ăn ngon người ta cười Linh chết luôn á. Còn xong rồi, bỏ cái phần này vào. Đây là hành hồi nãy mình phi đó cả nhà. Nó đã nguội rồi. Mình bỏ vào nhé. Thì bỏ làm như vậy nè, nó làm cho nhất là gà nó bóng và nó ngon hơn. Thì mọi người làm cái gỏi mà củ hành với là gà rau răm rồi đó thì nó rất là dậy mùi. Linh có đậu phộng nữa nhưng mà nhà Linh không phải người nào cũng thích ăn đậu phộng, cho nên không có bỏ trực tiếp vào đây, và chỉ bỏ khi mà ai ăn thì bỏ vào. Thêm một tí rau nhé. Rồi thì mình để cho nó thấm chút và mình ăn thôi nha cả nhà. Bây giờ Linh thử nha cả nhà. Mình thì ăn đậu phộng cho nên, và đậu phộng của Linh á, Linh không có băm nhuyễn tại vì Linh không thích nhuyễn lắm, nhuyễn ăn nó không có đã, không có ngập cái răng. Linh làm thì Linh thấy ngon. Với lại á, cái đào này á nó giống như là xoài của mình thôi, không có gì, không có gì mà lạ hết nha cả nhà. Và cái bông hành này á mình không có rất nhiều, và mình không để nguyên bông mà mình kéo cái cánh hoa của nó ra. Thì mình ăn thì nó có mùi nhưng mà nó không phải là cay nồng hoặc là khó ăn đâu, cho nên Linh thấy cái món này ăn rất là ngon. Mọi người thử một lần nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh, và sau clip này thì mình đi chơi tiếp chứ mình không có nấu ăn nữa nha cả nhà. Bye bye.